Minh Hương, em cháu ạ. Minh Hương xin được gửi tới tất cả quý cô giáo và anh chị tại khóa hai tuần qua ngày hôm nay một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Vâng, và cũng chuẩn bị cho những buổi chạy sắp tới thì sau đây thì Minh Hương xin được gửi đến tất cả quý cô chú và anh chị một ca khúc. Đây là một ca khúc nói về cái đàn đá. Đàn đá thì là cái nhạc cụ đầu tiên rất lâu đời rồi tại Tây Nguyên, và cũng là một cái nguồn cảm hứng cho những cái nhạc sĩ ở Tây Nguyên thì sáng tác và cho nên ca khúc rất là tuyệt vời. Vậy thì ngay sau đây thì em cháu Minh Hương xin được gửi tới tất cả cô chú và anh chị ca khúc Đỉnh Đàn Lo Biếu, đàn đá Tây Nguyên. Xin được gửi tới quý cô chú và anh chị và cô chú.
Một lần nữa, cháu và em Minh Hương chúc cho buổi trường sắp tới các nhạc sĩ và các nhà thơ, nhà văn chúng ta có thật nhiều tác phẩm tuyệt vời và tuyệt vời hơn nữa.